Mình xin chào bà con. Nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất nhà vườn nằm cách quốc lộ 14 chỉ có khoảng 200 m thôi nha bà con. Đây ở trước màn hình bà con đang xem là đất của mình, nhìn ra là thấy quốc lộ 14. Thì ở đây mình chỉ cái ranh đất cho bà con xem qua. Đất của mình là nó cặp con đường đây nha bà con. Đây cặp con đường này chạy thẳng xuống bên dưới là đất của mình là nó ôm cái mặt đường đất luôn nha bà con. Chút nữa đất của mình là nó có cái nhà xây cấp 4. Chút nữa mình xuống bên dưới mình ghi cái hình ảnh cái nhà cho bà con xem qua. Thì ở đây mình chỉ cái ranh giới cho bà con xem. Đất của mình từ cái trục đường này chạy dài xuống phía trước nha bà con. Đó là hất về phía bên trái của mình đây. Thì đất này có diện tích trong sổ là 9 sào nha bà con, nhưng mà diện tích ngoài là hơn 1 hecta, tại vì ở bên dưới là nó có ao hồ đầy đủ luôn. Và từ vị trí đất của mình đây, mình nhìn ra quốc lộ 14, thì nhìn về phía trước bà con có thể nhìn thấy quốc lộ 14. Người quốc lộ 14 là nó chạy cặp và theo cái đồi thông này nha bà con. Thì mình cũng nói luôn cái vị trí của đám đất này. Đất này thuộc về xã Nam Lợi Giang, huyện Đắk Song. Thì từ vị trí đất của mình đây mà đi về trung tâm huyện Đắk Song, thị trấn Đức An của huyện Đắk Song thì nó chỉ có khoảng khoảng 6 cây số thôi nha bà con. Theo hàng rào này là có cái 1.000 cây sao rất là đẹp luôn. Đây trên đất của mình là có được 500 trụ tiêu, 500 cây cà phê nha bà con, 500 cây cà phê cho thu, 500 trụ tiêu cho thu. Còn cái số tiêu mà tiêu nhỏ như vậy mình không tính nha bà con. Cái số tiêu đẹp, cà phê đẹp thì tiêu 500 cây, cà phê 500 cây. Ở bên này là chôm sớm người ta ở cũng tương đối đông. Đây 500 trụ tiêu như vậy nha bà con. Còn cà phê thì được 500 cây. Đây, đất của mình là có nhà ở đây nhìn thấy luôn nha bà con. Ao hồ đầy đủ, chút nữa mình xuống bên dưới mình ghi cái hình ảnh của nhà cho bà con xem qua. Trên đất mình đây là có một số cây ăn trái như là bưởi nha bà con, bưởi vú sữa trái quá chừng luôn. Đây đất của mình có ao hồ đây. Ủa, chú sữa trái quá chừng trái luôn.
Đây, đất của mình từ phía đường nhìn lên là từ cái trục đường đây nha bà con. Đó là hất về bên phải của mình. Ở đây có ao hồ đầy đủ đó. Từ vị trí đất của mình đây mà đi ra quốc lộ 14A thì nó khoảng 200m nha bà con. Đây, đi ra hướng này là quốc lộ 14A. Ở đây là mình quay một vòng không gian xung quanh cho bà con xem qua. Ở đây là ao hồ, nước tưới thoải mái luôn nha bà con. Lô đất mình thông tin hình ảnh hồi nãy giờ cho bà con là đất của mình có diện tích trong sổ là 9 sào nha bà con. Còn cái phần mà giáp đường này hất lên trên nhà là nó chưa có sổ nha bà con. Tại vì đất này hồi trước là đất ao hồ, đất nuôi trồng thủy sản. Rồi sau này người ta mới múc đất, múc hồ lên là người ta làm nhà thôi. Thì cái phần này nó chưa có trong sổ. Thì nếu mà tính theo cái diện tích tổng sử dụng của mình, của lô đất này, thì nó tầm 1 hecta. Đây, đất của mình là nó có cái ranh từ đây nha bà con. Cái ranh từ đây đó là hất về bên trái của mình, chạy thẳng về phía trước. Đất của mình đây là nó có được 500 cây cà phê, 500 trụ tiêu nha bà con. Ở bên này là nhà chòm xóm nha bà con. Đất của mình là từ cái mương nước này hất về thôi. Ở đây là đường quốc lộ 14.